Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một truyền thuyết đô thị Nhật Bản, nó rất là kinh dị. Đó là về một người phụ nữ chỉ xuất hiện ở những vùng băng tuyết, cô ta đi đến đâu là tuyết rơi đến đó, Yuki Onna. Cô ta là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài, đôi mắt lạnh tanh, đôi môi có được son màu xanh với bộ trang phục truyền thống Nhật. Với sự miêu tả dễ thương như thế kia, bạn sẽ tưởng rằng cô ta sẽ rất là hiền từ và rất là vui tính, nhưng mà không, cô ta là một con quái vật và ăn chế sẵn sàng ăn thịt và giết người bất cứ lúc nào. Vào những ngày tuyết rơi giá lạnh, bà tuyệt đối không được đi ra ngoài giữa đó, bởi vì Yuki Onna sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào mà nó thích và nó sẽ lại gần nạn nhân và tấn công nó. Ả ta sẽ hút đi năng lực và hơi thở, hơi ấm của người đàn ông và khiến cho người ông đó đến chết cóng, chết lạnh. Ngoài ra, cô ta cũng là một người phụ nữ hay bắt cóc trẻ em. Người ta hay phát hiện rằng cô ta thường xuyên bế một đứa bé đứng giữa những vùng núi tuyết. Khi có một người đàn ông nào đi ngang qua, Ả ta sẽ yêu cầu đứng lại và nhờ người đàn ông đó bế giùm đứa em bé. Nếu bạn bế đứa bé thành công thì cô ta sẽ tha thứ cho bạn. Nghe thật là dễ, nhưng không hề dễ chút nào, bởi vì bằng một cách nào đó, đứa bé ngày dần càng trở nên nặng dần và nặng dần hơn, khiến bạn không thể nào bế đứa bé nổi và té. Khi bạn té, bạn không thể tài nào đứng dậy nổi và bạn sẽ nằm đó mãi cho đến khi tuyết phủ kín đầy người bạn. Còn nếu như bạn từ chối yêu cầu bế đứa bé cho cô ta, thì cô ta sẽ đẩy bạn xuống vách núi và chết. Đã có rất là nhiều người chết vì sự yêu cầu bế đứa bé cho của cô ta, trừ một người nọ, đó chính là một vị samurai. Ông ta rất là khỏe, dù cho đứa bé dần trở nên nặng hơn, nhưng mà ông ta có thể chịu được và cầm cự đứa bé trong thời gian rất là lâu. Khi vị samurai kia trao lại đứa bé cho cô ta, Yuki Onna sẽ thưởng cho ông ta rất là nhiều châu báu quý hiếm, như là một lời cảm ơn vì đã bế giùm cho cô ta đứa bé. Ở vùng Ina thuộc tỉnh Nagato, Yuki Onna sẽ được gọi là Yuki Onba. Người ta tin rằng chúng sẽ xuất hiện với một đêm tuyết rơi dày dưới hình dạng của một Yamauba. Ở vùng Tono thuộc tỉnh Iwate, vào dịp rằm tháng giêng âm lịch, Yuki Onna sẽ dắt thật nhiều con nít đến một bãi đất lớn để chơi đùa. Vì thế, trẻ con bị cấm đi ra ngoài. Nghe thì có vẻ như cô ta thân thiện với những đứa trẻ, nhưng mà một tỉnh khác ở của Nhật thì người ta kể rằng cô ta chuyên gia bắt cóc trẻ con và moi gan của chúng ra mà ăn. Còn ở Nishimonai, tỉnh Akita, nếu nhìn vào khuôn mặt của Yuki Onna và nói chuyện với cô ta thì sẽ bị cô ta ăn thịt. Nhưng đôi khi cô không phải là người xấu. Theo truyền thuyết, vùng Ojiya thuộc tỉnh Niigata, có một người phụ nữ xinh đẹp đã đến thăm một người đàn ông nọ và tự nguyện nên duyên vợ chồng với ông ta. Người phụ nữ này không thích đi tắm và khi bị ép phải tắm, cô ta sẽ biến mất, chỉ còn để lại một trụ băng mỏng manh, vụn nát và nổi lên bền. Những mảnh băng này sẽ lơ lửng một lúc rồi dần tan biến. Ở vùng Kamioyama thuộc Yamagata thì cô ta Yuki Onna đã đến thăm một ngôi nhà nọ. Và khi cô ta bước vào ngôi nhà, cô ta bắt gặp hai vợ chồng già nọ co rúm khúm núm vì trời lạnh, và vì tuổi già sức yếu, bọn họ không thể kiếm củi để đốt lửa sưởi ấm cho thân mình. Sau đó cô ta đã đặt một cái lò sưởi truyền thống của Nhật xuống đất và tặng cho hai ông bà kia để sưởi ấm cho thân mình. Cô còn ở lại mấy ngày liền để chăm sóc cho cặp vợ chồng già. Cô nấu cháo nóng, trải chăn, quét dọn giùm. Hai ông bà quý lắm, cứ coi cô như con ruột. Nhưng vào một đêm nọ, cô quyết định dứt áo ra đi. Ông lão vì quá thương cô như đứa con gái, ông đã chạy đến và nắm tay nếu cô ở lại, nhưng chợt phải giật tay ra vì cả người cô lạnh cống. Cô ta mỉm cười, cúi đầu chào ông lão lần cuối, rồi quay lại ngoài bay ra về nơi xa xăm. Kể từ đó, hai vợ chồng ông lão già không thấy cô gái ấy nữa, nhưng mà mỗi lần mùa đông đến, bọn họ đều cảm thấy rất là ấm áp. Còn về truyền thuyết xuất thân của cô ta, có người nói rằng trước đây Yuki Onna là một cô gái xinh đẹp. Trong một ngày nọ, cô đi giữa núi tuyết rơi dày đặc. Vì trời quá lạnh nên cô ta đã ngã quỵ xuống và chết cống ở ngay tại đó. Sau khi chết, linh hồn cô ta đã hóa thân vào bão tuyết và người ta gọi cô là Yuki Onna, nữ chúa tuyết. Cũng có người cho rằng cô ta là chị Hằng Nga, do cuộc sống quá nhàm chán cho nên cô ta đã hạ trần cùng với tuyết rơi. Nhưng rồi không thể quay về mặt trăng nữa, và do thế mà người ta mới nói cô thường xuất hiện vào những đêm sáng trăng và có tuyết rơi.
Có một tiểu thuyết về Yuki Onna được viết ra bởi nhà văn tài ba Nhật Bản Koyumi Yakumo, nhưng tôi sẽ nhường cho ông nội kể về phần này. Các bạn hãy cùng xem intro và lắng nghe câu chuyện này nhé. Ok, hello xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến cho của mình. Mình là Jackie đây, thì hôm nay là mình sẽ chơi tiếp Minecraft ông nội kể chuyện. Thì bạn thấy đấy, mình đang mặc một cái áo yukata của Nhật Bản và mình đã được ông nội đỡ đến đây để đi chơi. Thì bạn thấy, mấy nó té bạn ơi, cái hồ này ghê quá. Mình đang câu cá đây nè bạn, thôi không mua cá nữa đâu. Thì bây giờ là mình sẽ đến chỗ ông nội nha. Thì hey, ông nội đang ngồi đó nè. Thì ông nội mình đã thuê một cái biệt thự, gọi là biệt thự thôi nhưng mà nhìn giống cái đền thờ ha bạn, rất là đẹp. Thì tụi mình á, mình và ông nội đang ở ngoài này, trời đang hóng mát một chút tại vì hôm qua trời tuyết rơi rất là dày, thấy không, hôm nay trời ấm lên rồi đó. Thôi ông nội ơi, bây giờ là không biết làm gì nhỉ, ông nội có vẻ hơi lạnh chút thì phải. Ông nội lạnh quá cháu ạ, cháu ra ngoài kia xem có ai bán trà với trái cây không, mua cho ông nội đi. Dạ vâng ạ, để coi ở ngoài có ai bán gì không. Ông nội lạnh kìa, tội nghiệp ông nội quá à. Để coi. Hello, chào mấy bạn. Ui, mấy ngày người Nhật các bạn. Người bán trái cây nè. Trái táo nè. Cái này là thanh long hay gì á, cải đỏ hả? Sao bán trái cây rồi bán luôn tôm vậy má? Là gì đây? Nói tiếng gì vậy bạn? Nói tiếng Nhật hay tiếng gì đây chẳng hiểu gì cả. Rồi mua gì đây? Mình sẽ mua một cái đĩa trái cây giá khoảng 5 yên Nhật phải không? Ok, mua cái này. Rồi, cảm ơn quý khách đã mua ạ, đúng không? Mình đáng là vậy, mình không biết tiếng Nhật là gì cả. Rồi, anh bán trà, anh bán gì đây? Một thùng trà nè, quá trời trà luôn, nhìn thơm phết. Rồi đây là gì? Đây là tôi có ăn cá được không? Ngon ghê. Ăn nè. Ok, mình lỡ vứt bừa bãi rồi. Đây là trà phải không? Anh có bán nước trà không vậy? Có rất là nhiều với bạn, mình nghĩ là mình mua một bộ màu đỏ đi cho nó ấm áp đúng không ạ? Bộ trà màu đỏ. Rồi ở đây, mình để ý có người đây bán gì nè, bán sách này bạn. Wow, bạn nhìn thiết kế đây nè. Thì ở đây có mấy cuộn tròn tròn á, giống như là mấy cái chiếu thư mà nhà vua thường chiếu cho những cận thần hay là dân lại á bạn. Thấy không, nhìn rất là hay phải không? Sách này được không, để coi. Ở đây có rất là nhiều sách, mình không biết là sách gì không bạn, tại tiếng Anh không à. Để coi có sách của Nhật không. Mình sẽ kêu ông nội kể chuyện đúng không. Ông nội kể chuyện mà Yuki Onna nữ chúa tuyết hả? Cái chuyện này sao nghe quen quen. Được rồi, giá bao nhiêu vậy anh? Nói Nhật không sao hiểu trời. 500 yên hả? Ok, 500 yên phải không? Đây cho anh hết luôn á. Rồi, bây giờ là mình sẽ lấy sách này đưa cho ông nội đọc nha. Ông nội kể chuyện là số 1. Ai đồng ý ông nội kể chuyện là số 1 cho một like nha. Cho một like đi xong rồi xem tiếp nào. Rồi, bây giờ là ông nội đây. Đây là trà của ông nội đây, trà đạo. Còn đây là trái cây nè, ăn cho ấm phải không? Đó, trái cây và trà. Và cháu có một cuốn sách cháu mua ở đằng kia kìa, gọi là Yuki Onna. Ông nội thử đọc xem. Cảm ơn cháu nhé. Trà ấm bụng ghê á, trái cây cũng ngon thiệt. Không hổ danh là Nhật Bản mà. Mà cháu vừa đưa ông cuốn sách à. Để ông xem nào, cuốn sách này kể về Yuki Onna nữ chúa tuyết. Ta có từng nghe rồi, mặc dù ta thư gặp nhưng mà bây giờ cháu muốn nghe không, ông sẽ kể cho cháu nghe. Ông có kể cháu á, ok. Trời ơi, may quá mình đã mua cuốn sách ông nào kể đâu. Rồi ông nào kể đi. Được rồi, bây giờ nha. Thì nó không phải là có chuyện Nhật Bản, nó chỉ là kể về yokai Nhật Bản thôi, những sinh vật, quái vật của Nhật Bản. Thì cô ta là một nữ chúa tuyết. Câu chuyện là Ngày xưa tại Nhật Bản có hai người tỷ phú nọ là Minokichi và Mosaku. Chàng trai thanh niên tên là Minokichi và Mosaku là thầy dạy bộ củi của anh ta. Vào những mùa xuân hạ thu, lúc đó gỗ rất là nhiều, bọn họ ngày nào cũng đi nhặt gỗ, kiếm củi và đem đi bán cho những vị thương gia để kiếm tiền mà sống. Nhưng khi mùa đông đã đến, cây gói đã chết mòn, lá rụng khắp nơi và bọn họ không thể tìm thấy một chỗ nào để trú ẩn cả. Tiết rơi dày đặc rồi, thầy nghĩ là chúng ta nên về nhà thôi con ơi. Dạ vâng, con có nghĩ thế, chứ thời tiết như thế này á, là sao có thể chặt củi được, chúng ta sẽ bị chết cóng mất.
thầy đi theo con nha, con chừng đi bị lạc á, để con dẫn đường cho. Ừ, được rồi, đi nè con ơi. Tuyết rơi càng ngày càng dày đặc, hai người đàn ông này đã lạnh co rồi, và bọn họ đi mãi vẫn không thấy ngôi nhà ở đâu cả, có lẽ bọn họ đã đi lạc. Mỏi chân quá đi. Thầy ơi, con xin lỗi, có lẽ là con đã nhầm đường rồi, chúng ta đã đi lạc và không biết nhà ở đâu cả. Con xin lỗi thầy rất là nhiều. Con đừng tự trách bản thân như vậy, chẳng qua là thời tiết nó quá khắc nghiệt thôi, chúng ta không thể thấy đường. Ồ, con nhìn kìa, ở đằng kia hình như là một cái túp lều bỏ hoang thì phải. Ở đâu ạ? À? Con không thấy. Con hử nhìn qua bên phải xem. Con thấy rồi, ở kia có một cái túp lều bỏ hoang. Đúng rồi, chúng ta hử qua đằng kia xem. Tưởng chừng như họ sẽ chết cống ở ngoài kia, nhưng thật may họ thấy một căn nhà rất là to, và nó là một ngôi nhà hoang không ai ở cả, cho nên họ đã đi vào và xem xét tình hình. Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ? À? Chúng tôi bị đi lạc và không có ai. Thầy ơi, ở đây là đúng là ngôi nhà hoang rồi, không có ai ở đây cả, chúng ta vào thôi. Thế là họ đã an toàn ở bên trong ngôi nhà. Họ có đủ củi lửa để nấu ăn và có đồ ăn sẵn trong đồ người của họ. Nếu như không có căn nhà này, chắc là bọn họ đã chết cống từ lâu ở bên ngoài rồi. Đêm đó, tuyết vẫn còn rơi dày đặc ở ngoài với những tiếng vi vu của gió. Bọn họ đã chìm vào giấc ngủ thật là êm. Khi đang ngủ, chợt có cảm giác ớn lạnh và khiến anh ta thức giấc. Và khi anh ta nhìn lại xung quanh, thì anh ta hoảng hồn khi nhìn về phía người thầy của mình. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền và da trắng giả. Cô ta đã phun một làn hơi lạnh khiến cho người thầy của ông ta đóng băng đến chết. Hả? Thầy? Thầy ơi! Thầy có sao không? Ui! Lạnh quá đi! Cô là ai thế? Cô đừng giết tôi mà! Tôi không muốn sớm! Tôi không muốn chết đâu! Người không muốn chết thì còn phải chết chàng trai trẻ ạ! Ha ha ha! Cô ta lại gần chàng tỳ phu kia và thổi vào anh ta một làn hơi lạnh ngắt và khiến cho anh ta sẽ đóng băng đến chết. Nhưng bỗng nhiên Yuki Ona dừng lại và cô ta nhìn vào chàng tỳ phu chầm chầm một lúc. Sau đó cô ta nói: ta nghĩ rằng ta sẽ giết ngươi giống như lão già kia vậy, nhưng ta không làm như thế vì ngươi còn trẻ và đẹp trai quá. Ngươi không được nói với bất kỳ ai về việc này nhé. Nếu ngươi kể cho ai về ta, ta sẽ giết ngươi. Sau đó Yuki Ona bước ra khỏi nhà và bay đi đâu mất. Vào mùa đông năm sau, trong lúc chàng trai đang đóng củi thì bỗng có một cô gái trẻ đẹp, tóc đen dài, môi đỏ, da trắng hồng và đến gặp làm quen với anh ta. Và sau này hai người họ kết hôn với nhau, cùng sống chung trong một mái nhà. Cô ta là một người vợ tốt, hai người họ có với nhau vài đứa con và sống hạnh phúc được nhiều năm. Nhưng kỳ lạ thay, cô ta không hề già đi. Và một đêm nọ, hai đứa con của họ đã đi ngủ, nhưng mà hai vợ chồng vẫn còn thức. Anh à, chúng ta đi ngủ thôi, hình như có vẻ hôm nay anh bị mất ngủ thì phải. À, không có gì đâu, chẳng lạ là mỗi lần nhìn thấy em, anh lại nhớ đến một sự việc bí ẩn xảy ra với anh vào năm hôm đó. Ủa, bộ năm hôm đó có chuyện gì hả anh? Chả là khi anh còn trẻ, anh đã gặp được một cô gái trẻ đẹp như em vậy. Anh không biết liệu đó có phải là mơ và liệu cô ấy ấy có phải là Yuki Ona hay không. Khi chàng thì vu vừa nói xong, chờ cô vợ mặt tối sầm lại và đứng phắt dậy, quay đi chỗ khác. Này em, có chuyện gì thế? Khi cô vợ quay trở lại, cô ta đột nhiên thay đổi hình dạng và nói: người phụ nữ mà anh gặp chính là tôi đây. Tôi đã bảo với anh rằng là tôi sẽ giết anh nếu anh kể cho bất kỳ ai về sự việc đó cơ mà. Nhưng tôi không thể giết anh được vì những đứa con của chúng ta. Tôi không thể giết anh. Hãy chăm sóc cho chúng nhé. Vĩnh biệt anh, tôi đi đây. Chàng thị phu liền đứng dậy định níu cô vợ, nhưng không kịp, cô ta đã vào tan biến. Chàng trai nằm vật ra khóc trong hối hận, một chuyện mà anh ta sẽ không bao giờ có thể chuộc lỗi được. Câu chuyện về Yuki Ona và chàng thị phu trẻ đến đây là hết. Về sau, chàng thị phu mãi mãi không thể gặp lại cô ta. Anh ta phải một thân vận động nuôi sống con mà thôi. Ôi các bạn ơi, có ai thấy buồn về câu chuyện này không? Anh ta vì đã lỡ bật mí về câu chuyện hồi đó mà khiến cô vợ đã bỏ anh ta mà đi rồi bạn ơi. Cũng nói tội bạn bởi vậy mà phải nói là chúng ta có một bí mật nào đó chúng ta nên giữ kín, không nên bí mật bật mí là bị mất nhé. Thì rồi, thì ông nội hôm nay kể chuyện rất là hay luôn các bạn. Thì các bạn á, muốn ông nội mình kể về câu chuyện gì đó thì nhớ để lại comment nha. Hãy dụ comment anh ơi làm cái chuyện này đi nha. Ok, thì mình đã lấy được rồi. Thì nếu bạn có cái series này của mình á, để mình một like, một share, đồng thời để lại comment ở dưới là mình nên làm gì tiếp ở tập mai đó, ông nội kể chuyện lần sau nha. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.